Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, hiệu chính Hòa Thượng Thích Trí Tình, dịch giả Hòa Thượng Thích Viên Giác. Quyển thứ 8, đầu quyển 8. Thế Gian Bảo Lịch Đại Cổ Kim Truyền, San Hô Hổ Phách Kim Ngân Tuyến, Xà Cừ Mã Não Liên Châu Quán, Cấp Cô Trưởng Giả Xã Kỳ Viên, Kim Luân Dương Thuyết Pháp, Vĩnh Trấn Long Cung Tạng. Nam Mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung văn: Như Lai Hiền Bát Tướng Chi Thành Đạo, Như Bảo Nguyệt Huyền Ư Thái Hư, Thì Bát Chủng Chi Quá Nghi, Tờ Pháp Võ Triêm Ư Sa Giới, Tứ Sinh Thất Thú Tần Sinh Thiên, Bát Bộ Thần Long Hàm Cung Kỉnh, Bát Vàng Đại Sĩ Tất Trợ Tuyên Dương, Bát Đại Bồ Tát Giai Hằng Ủng Hộ, Bát Thời Đắc Bát Cát Tường, Bát Giải Cù Bát Công Đức, Thần Cơ Diệu Dụng Phổ Ứng Quần Tình, Duy Nguyện Thùy Từ Chứng Minh Phật Sự, Thượng Lai Phụng Vì Cầu Sám Đệ Tử Đẳng, Tu Sùng Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, Kim Đương Đệ Bát Quyển, Nhập Đàn Duyên Khởi Như Pháp Quân Tu, Chuyển Gia Tinh Tấn Lô Phần Giới Hương, Giải Thoát Hương, Chúng Tán Kim Hoa Ngân Hoa Mạng Thù Hoa, Đăng Nhiên Lục Thọ Quả Hiến Kim Bàn, Đầu Thành Bách Bái Ư Kim Dung, Khẩn Thiết Nhất Tâm Ư Bảo Tướng, Trần Lộ Đa Sinh Chi Tội Cấu, Tiêu Trừ Lụy Thế Chi Khiên Dư, Thiết Niệm Cầu Sám Đệ Tử Đẳng, Tự Tùng Hữu Thức Dĩ Chí Kim Sinh, Bội Bát Chánh Nghi Hướng Bát Tà, Dẫn Khởi Tam Thiên Hình Thích, Tuần Bát Tham Nhi Mê Bát Giải, Hoành Sinh Biên Giới Không Qua, Dị Bát Thức Chi Sở Duyên, Tùy Bát Phong Chi Sở Chuyển, Tà Bát Cấu Chi Dị Nhiễm, Khủng Bát Nàng Chi Nan Đạo, Kim Tắc Phối Quá Vô Môn, Muộn Tâm Hữu Quý Tu Phiến Thiện Ư Nhất Thừa Giáo Nội, Bảo Tốn Thành Ư Chư Phật Tượng Tiền, Nhưng Phát Lộ Ư Tội Khiên, Nải Phi Thành Nhi Hối Quả, Niệm Ứng Như Tư Tình Đương Hiệp Thích, Cung Khấu Hồng Từ Minh Quân Gia Bị, Sát Trần Tâm Niệm Khả Số Tri, Đại Hải Trung Thủy Khả Ẩm Tần, Hư Không Khả Lượng Phong Khả Kế, Vô Năng Thuyết Tần Phật Công Đức, Khải Vận Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, Nhất Tâm Quy Mạng Tam Thế Chư Phật. Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật, Nam Mô Thi Khí Phật, Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật, Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật, Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Nam Mô Ca Diếp Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Chương thứ 17. Lễ Phật Thế Atula và Hết Thảy Thiện Thần. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo năm dốc sát đất, nguyện xin thay thế hết thảy Atula Dương, hết thảy Atula và quyến thuộc của Atula khắp mười phương tận hư không giới. Lại nguyện vì hết thảy các vị thông minh chính trực, thiên địa hư không, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, Bát Bộ Thần Dương, Bát Bộ Thần Tướng, rộng ra cho đến hoặc trong hoặc ngoài, hoặc xa hoặc gần, Đông Tây Nam Bắc, tứ duy thượng hạ cùng khắp pháp giới, các vị có sức đại thần thông, có sức đại quay đức như vậy, chúng con nguyện thay thế cho tất cả các vị ấy mà quy thế gian đại từ bi phụ. Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bảo Danh Phật, Nam Mô Chúng Thanh Tịnh Phật, Nam Mô Vô Biên Danh Phật, Nam Mô Bất Hư Quang Phật, Nam Mô Thánh Thiên Phật, Nam Mô Trí Dương Phật, Nam Mô Kim Cang Chúng Phật, Nam Mô Thiền Chứng Phật, Nam Mô Kiến Từ Phật, Nam Mô Hoa Quốc Phật, Nam Mô Pháp Ý Phật, Nam Mô Phong Hành Phật, Nam Mô Thiền Tư Danh Phật, Nam Mô Đa Minh Phật, Nam Mô Mật Chúng Phật, Nam Mô Công Đức Thủ Phật, Nam Mô Lợi Ý Phật, Nam Mô Vô Cụ Phật, Nam Mô Kiên Quán Phật, Nam Mô Trú Pháp Phật, Nam Mô Châu Túc Phật, Nam Mô Giải Thoát Đức Phật, Nam Mô Diệu Thân Phật, Nam Mô Thiền Ý Phật, Nam Mô Phổ Đức Phật, Nam Mô Quang Dương Phật,
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm ủng hộ che chở. Nguyện Atula Dương, hết thảy Atula và quyến thuộc của Atula. Lại xin nguyện cho các vị thông minh chính trực, thiên địa hư không, chủ thiền phạt ác, thủ hộ trì chú, Bát Bộ Thần Dương, Bát Bộ Thần Tướng và quyến thuộc của các vị ấy thoát được khách trần phiền não, thanh tịnh được các chướng duyên, phát tâm đại thừa, tu đạo vô ngại, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại biện, sáu sức thần thông đều được như ý muốn, hằng đem từ bi cứu độ chúng sanh, tu đạo Bồ Tát, vào trí huệ Phật, chứng tâm kim cang, thành bậc chánh giác. Chương thứ 18. Lễ Phật Thế Cát Long Vương. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, năm dốc sát đất, nguyện vì mười phương tận hư không giới hết thảy Long Vương nhiều không thể nghĩ bàn. Diệu Quá Long Vương, Đầu Quá Đề Long Vương, Ngũ Phương Long Vương, Thiên Long Vương, Địa Long Vương, Sơn Long Vương, Hải Long Vương, Nhật Cung Long Vương, Nguyệt Cung Long Vương, Tinh Cung Long Vương, Tuế Thời Long Vương, Thanh Hải Long Vương, Hộ Hình Mạng Long Vương, Hồ Chúng Sinh Long Vương. Rộng ra cho đến mười phương Long Vương, hoặc xa hoặc gần, hoặc trong hoặc ngoài, đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ, cùng hư không tận pháp giới, có sức đại thần thông, có sức đại quay đức, nguyện vì tất cả những Long Vương, tất cả những Long Thần như vậy và quyến thuộc của các vị ấy mà quy y kính lễ hết thảy thế gian đại từ bi phù. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Diệu Trí Phật, Nam mô Phạm Tài Phật, Nam mô Thật Âm Phật, Nam mô Chánh Trí Phật, Nam mô Lực Đắc Phật, Nam mô Sư Tử Ý Phật, Nam mô Hoa Tướng Phật, Nam mô Trí Tích Phật, Nam mô Hoa Sĩ Phật, Nam mô Công Đức Tạng Phật, Nam mô Danh Bảo Phật, Nam mô Hy Hữu Danh Phật, Nam mô Thượng Giới Phật, Nam mô Vô Quý Phật, Nam mô Nhật Minh Phật, Nam mô Phạm Thọ Phật, Nam mô Nhất Thiết Thiên Phật, Nam mô Nhạo Trí Phật, Nam mô Bảo Thiên Phật, Nam mô Châu Tạng Phật, Nam mô Đức Lưu Bố Phật, Nam mô Trí Dương Phật, Nam mô Vô Phược Phật, Nam mô Kiên Pháp Phật, Nam mô Thiên Đức Phật, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho các Long Vương và quyến thuộc của Long Vương hào quang ngày càng thêm sáng, thần lực tự tại, dùng vô ngại giải đoạn trừ chướng duyên, hằng xa lìa ác thú, thường được sinh về tịnh độ, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thông lực, tùy tâm tự tại, đem tâm từ bi tiếp độ chúng sanh, diệu hạnh trang nghiêm vào pháp dân địa, nhập kim cang tâm, thành bậc chánh giác. Chương thứ 19. Lễ Phật Thế Ma Vương. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, năm dốc sát đất, nguyện vì Đại Ma Vương, Ngũ Đế Đại Ma, cho đến đông tây nam bắc, tứ duy thường hạ, tận hư không giới, hết thảy Ma Vương và bà con của ma mà quy y kính lễ, nhất thiết thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phạm Mâu Phật, Nam mô An Tường Hạnh Phật, Nam mô Cần Tinh Tấn Phật, Nam mô Diệm Kiên Phật, Nam mô Đại Quay Đức Phật, Nam mô Chim Bạch Qua Phật, Nam mô Quan Hỷ Phật, Nam mô Thiền Chúng Phật, Nam mô Đế Tràng Phật, Nam mô Đại Ái Phật, Nam mô Tu Mạng Sắc Phật, Nam mô Chúng Diệu Phật, Nam mô Khả Lạc Phật, Nam mô Thiện Định Nghĩa Phật, Nam mô Ngưu Dương Phật, Nam mô Diệu Tí Phật, Nam mô Đại Sa Phật, Nam mô Mãn Nguyện Phật, Nam mô Đức Quang Phật, Nam mô Bảo Âm Phật, Nam mô Kim Cang Quân Phật, Nam mô Phú Quý Phật, Nam mô Thế Lực Hành Phật, Nam mô Sư Tử Lực Phật, Nam mô Tịnh Mục Phật, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm che chở, nguyện cho Đại Ma Vương,
Ngũ Đế Đài Ma, hết thảy ma dương và quyến thuộc của ma, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, bao nhiêu chướng duyên thảy đều thanh tịnh, bao nhiêu tội nghiệp thảy đều tiêu trừ, tất cả khổ não đều được giải thoát. Bốn vô lượng tâm, sáu ba la mật thường được hiện tiền. Bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông, như ý tự tại, tu đạo Bồ Tát không thôi không nghỉ, trước độ chúng sanh sao thành Phật đạo. Chương thứ 20. Lễ Phật thế cho nhân đạo quốc dương, vân vân. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng nhau nguyện vì chư thiên, chư tiên, long thần bát bộ mà lễ Phật rồi. Nay đây nguyện vì nhân đạo, hết thảy nhân dương, lễ Phật mà báo ơn nhân loại. Lại nguyện cha mẹ, sư trưởng và hết thảy nhân dân mà lễ Phật. Vì sao vậy? Vì nếu không có quốc chủ thì hết thảy chúng sinh không biết nương nhờ vào đâu. Nhờ có quốc chủ nên tất cả mọi người đều an cư lạc nghiệp, đi lại trên đất quốc chủ, sống trên đất quốc chủ và được nhiều lợi ích khác không kể xiết. Cho nên đại chúng phải có lòng biết ơn và báo ơn. Kinh dạy rằng, nếu người nào ngày đêm sáu thời hay chịu khổ vì muốn lợi ích nên nguyện báo ơn, thì phải phát tâm nghĩ như thế ấy để tu tập hạnh từ bi. Do nguyện lực ấy nên nghĩ báo ơn che chở của quốc chủ, nghĩ báo ơn cung cấp của thí chủ, nghĩ báo ơn sinh thành của cha mẹ, nghĩ báo ơn dạy bảo của sư trưởng, nghĩ báo ơn tế độ của chư Phật. Nếu người nào hay chí tâm thường niệm tưởng như vậy, người ấy nhập đạo rất mau. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nhận thấy ơn lành của chư Phật đại thánh khai hóa dạy dỗ chúng ta ân cần như thế, khiến chúng ta phải biết báo ơn. Ngày nay chúng ta sinh vào đời mạt pháp, mong nhờ ơn quốc chủ mà hưng hiển được Phật pháp, nhờ quốc chủ cúng dường đầy đủ không tiếc của báo, làm cho khắp cả nhân dân đều noi gương quốc chủ và sinh tâm quy kính Phật pháp tăng. Lại nữa, người xuất gia được an thân hành đạo, đi đứng nằm ngồi được tự do, không bị trở ngại. Quốc chủ không cho người xuất gia tham dự việc đời, chỉ lo khuyên người làm lành, nguyện cho chúng sinh mau thoát khỏi sinh tử khổ đau, chỉ lo xiển dương vô lượng pháp môn, chỉ bày đường chân nẻo chánh cho trời và người. Nhờ ơn quốc chủ nhiều như vậy thì chúng ta đâu được không hết lòng lễ Phật để báo ơn quốc chủ. Phải cùng nhau chí thành đảnh lễ, nguyện vì quốc chủ mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Ca Diếp Phật, Nam mô Tịnh Ý Phật, Nam mô Tri Thức Đệ Phật, Nam mô Bảnh Quai Đức Phật, Nam mô Đại Quang Minh Phật, Nam mô Nhật Quang Diệu Phật, Nam mô Tịnh Tạng Phật, Nam mô Phân Biệt Quai Phật, Nam mô Vô Tổn Phật, Nam mô Mật Nhật Phật, Nam mô Nguyệt Quang Phật, Nam mô Trì Minh Phật, Nam mô Thiện Tịch Thành Phật, Nam mô Bất Động Phật, Nam mô Đại Thỉnh Phật, Nam mô Đức Pháp Phật, Nam mô Trang Nghiêm Dương Phật, Nam mô Cao Xuất Phật, Nam mô Diệm Xí Phật, Nam mô Hoa Đức Phật, Nam mô Bảo Nghiêm Phật, Nam mô Thượng Thiện Phật, Nam mô Bảo Thượng Phật, Nam mô Lợi Huệ Phật, Nam mô Nghiêm Độ Phật, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho quốc chủ hiện tại thân thể khang kiện, quay đức gian lừng, sự nghiệp vĩnh viễn, huệ mạng vô cùng, từ tâm vô tận, hữu tình quy tâm, Bồ Tát hạnh quá, trời người ngợi khen, ngưỡng mộ, tứ đẳng lục độ ngày càng thêm sáng, tứ vô ngại biện lạc thuyết vô cùng, được tâm tự tại, đủ sáu thần thông, tam muội tổng trì, móng tâm liền có, từ bi thương đời, ân khắp lục đạo, vạn hạnh sớm duyên, Phật đạo chóng thành. Chương thứ 21. Lễ Phật thế quyến thuộc của chủ. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại đầu thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện vì quyến thuộc của quốc chủ và bá quan cùng quyến thuộc của bá quan mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Hải Đức Phật, Nam mô Phạm Tướng Phật, Nam mô Nguyệt Cái Phật, Nam mô Đa Diệm Phật, Nam mô Di Lâm Dương Phật,
Nam mô Trí Xưng Phật, Nam mô Giác Tưởng Phật, Nam mô Công Đức Quang Phật, Nam mô Thanh Lưu Bố Phật, Nam mô Bản Nguyện Phật, Nam mô Hoa Quang Phật, Nam mô Thiện Giới Phật, Nam mô Đăng Dương Phật, Nam mô Điện Quang Phật, Nam mô Quang Dương Phật, Nam mô Quang Minh Phật, Nam mô Cụ Túc Tán Phật, Nam mô Hoa Tạng Phật, Nam mô Phất Xa Phật, Nam mô Thân Đoan Nghiêm Phật, Nam mô Tịnh Nghĩa Phật, Nam mô Quay Mãnh Quân Phật, Nam mô Phước Quay Đức Phật, Nam mô Lực Hành Phật, Nam mô La Hầu Thiện Phật, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm phù hộ. Nguyện cho quyến thuộc của chủ bá quan và quyến thuộc của các vị ấy thân tâm an lạc, sống lâu vô cùng, tu đạo đại thừa, vào trí huệ Phật, giữ bốn hoằng thề, không xả bỏ chúng sinh. Tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, lục thông tam đạt, thấu rõ căn tánh, đủ nhị trang nghiêm, thần lực tự tại, từ tâm như Phật, nhiếp hóa chúng sanh. Chương thứ 22. Lễ Phật Thế Cha Mẹ. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng kế lại nên nhớ nghĩ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hoài thai bú mớm, ái trọng tình thâm. Thà cha mẹ chịu nguy thân để con được yên ổn, đến khi con khôn lớn, cha mẹ lại lo dạy bảo cho con biết nhân biết lễ, hết lòng cầu thầy, dạy bảo cho con học hành. Nguyện cho con thông đạt nghĩa lý, thấy rộng hiểu sâu, luôn luôn mong muốn cho con theo kịp với người. Con muốn gì, cha mẹ cũng cung cấp, không tiếc gia bảo. Ngày đêm lo âu, có khi vì con mà cha mẹ phải sinh bệnh khổ, ngủ không yên giấc. Khi con đi xa, cha mẹ càng trông tưởng. Trong thiên hạ, ơn cha mẹ là nặng hơn hết. Sở dĩ Phật dạy, trong thiên hạ không có ơn nào bằng ơn cha mẹ. Thàng ôi, người xuất gia và tại tục chưa thể đắc đạo, phải siêng lo tu học, làm lành không nghỉ, chứa đức không thôi, mới mong báo đáp ơn đức cù lao của cha mẹ. Đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ Tam Bảo, mỗi người tự mình nguyện, vì từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay, cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp, và hết thảy quyến thuộc mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Trí Tụ Phật, Nam mô Điều Ngự Phật, Nam mô Như Dương Phật, Nam mô Hoa Tướng Phật, Nam mô La Hầu La Phật, Nam mô Đại Dược Phật, Nam mô Túc Dương Phật, Nam mô Dược Dương Phật, Nam mô Đức Thủ Phật, Nam mô Đắc Xoa Ca Phật, Nam mô Lưu Bố Dương Phật, Nam mô Nhật Quang Phật, Nam mô Pháp Tạng Phật, Nam mô Diệu Ý Phật, Nam mô Đức Chủ Phật, Nam mô Kim Cang Chúng Phật, Nam mô Huệ Đảnh Phật, Nam mô Thiền Trú Phật, Nam mô Ý Hạnh Phật, Nam mô Phạm Âm Phật, Nam mô Sư Tử Phật, Nam mô Lôi Âm Phật, Nam mô Thông Tướng Phật, Nam mô An Ổn Phật, Nam mô Huệ Long Phật, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm giúp họ. Nguyện cho cha mẹ bà con chúng con và quyến thuộc của cha mẹ bà con chúng con, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, hết thảy thống khổ đều được giải thoát, kiết tập phiền não hằng được thanh tịnh, từ trầy tự thú, tự tại giảng sinh, thân cận chư Phật, được Phật thọ ký, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại biện, lục thần thông lực, tự tại như ý, được mười trí lực, tướng tốt nghiêm thân, đồng lên đạo tràng, thành bậc chánh giác. Chương thứ 23. Lễ Phật Thế Cha Mẹ các đời trước. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, hoặc có người cha mẹ mất sớm, không thể gặp lại, luống tưởng vậy thôi. Khi chưa được thần thông thiên nhãn, không biết cha mẹ sau khi mất rồi, thần hồn sinh về đâu. Chỉ nên vội nhờ sức phước đức truy niệm, dối tưởng mà báo ơn, làm lành không nghĩ, lâu ngày thành công thì quyết được toại nguyện. Kinh dạy rằng, vì vong nhân mà làm phước cũng như gửi lương hướng cho người đi xa. Nếu người ấy đã sinh lên trời thì công đức của người ấy ngày càng lợi ích. Nếu người ấy đọa lạc tam đồ ác đạo
hoặc mắc phải tám nạn thì được vĩnh viễn xa lìa khổ não. Nếu các người ấy sinh ra gặp Phật, thọ lãnh chánh pháp thì liền được siêu thoát tỏ ngộ. Cha mẹ bảy đời, bà con nhiều kiếp thì trừ hết những điều lo sợ đồng được giải thoát. Đó là cách báo ơn tối tôn tối thượng, chí từ chí hiếu của người con trí thức vậy. Ngày nay đại chúng nên phải cùng nhau đau thương hoài niệm, áo não khóc lóc nghẹn ngào, gieo mình xuống đất, nguyện gì cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phạm Dương Phật, Nam mô Ngưu Dương Phật, Nam mô Lợi Đà Mục Phật, Nam mô Long Đức Phật, Nam mô Thật Tướng Phật, Nam mô Trang Nghiêm Phật, Nam mô Bất Mộc Âm Phật, Nam mô Hoa Đức Phật, Nam mô Âm Đức Phật, Nam mô Sư Tử Phật, Nam mô Trang Nghiêm Tự Phật, Nam mô Võng Trí Phật, Nam mô Hoa Tích Phật, Nam mô Hoa Khai Phật, Nam mô Lực Hành Phật, Nam mô Đức Tích Phật, Nam mô Tượng Hình Sắc Phật, Nam mô Mình Diệu Phật, Nam mô Nguyệt Đăng Phật, Nam mô Quai Đức Dương Phật, Nam mô Bồ Đề Dương Phật, Nam mô Vô Tận Phật, Nam mô Bồ Đề Nhãn Phật, Nam mô Thân Sung Mãn Phật, Nam mô Huệ Quốc Phật, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, cứu vớt tiếp độ cha mẹ và bà con chúng con nhiều đời nhiều kiếp về quá khứ, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, hết thảy tội dân đều được tiêu trừ, tất cả khổ quả đều được sạch hết, phiền não kết nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, đoạn ba chướng duyên, trừ năm bố quý, tu đạo Bồ Tát, rộng độ chúng sanh, bát giải tu tâm, tu hoằng lợi vật, thân cận Như Lai, được Phật thọ ký, không rời đổi chỗ, chứng quả vô sinh, tùy niệm tiêu diêu, dạo khắp cõi Phật, hạnh nguyện chóng thành, mau chứng chánh giác. Chương thứ 24. Lễ Phật Thế Sư Trưởng. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã vì cha mẹ và bà con mà lễ Phật rồi, thứ lại nên nghĩ đến ơn đức sư trưởng. Vì sao vậy? Vì cha mẹ tuy có công sinh thành dưỡng dục chúng con, nhưng không thể làm thế nào cho chúng con mau xa lìa đường ác. Cho nên sư trưởng đối với chúng con có ơn đức vô lượng. Sư trưởng có lòng đại từ diều dắt khuyên dỗ, hằng dạy chúng con tu thiền, muốn chúng con ra khỏi biển sinh tử, đến bờ giải thoát bên kia. Mọi điều lợi ích đều khiến chúng con thấy Phật, trừ hết phiền não kiết tập, an trú vào đạo vô vi. Ơn đức như vậy, ai hay báo đáp cho cùng tận, dầu trọn đời tu hành, đó chỉ là tự lợi, chớ chưa phải báo đáp ơn sư trưởng. Sở dĩ Phật dạy thiền tri thức trong thiên hạ, không ai hơn sư trưởng, đã tự độ mình lại hay độ người. Chúng con ngày nay được xuất gia thọ đại giới, hạnh phúc này là nhờ ơn sư trưởng mà được. Như thế mọi người há lại không lo đền đáp nhớ tưởng ơn thầy sao? Vậy đại chúng cùng nhau chí tâm một lòng tha thiết, nằm dốc sát đất, nguyện vì hòa thượng A Xà Lê, đồng đàn tôn chứng thượng trung hạ tòa và quyến thuộc của các vị ấy mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tối Thượng Phật, Nam mô Thanh Tịnh Chiếu Phật, Nam mô Huệ Đức Phật, Nam mô Diệu Âm Thanh Phật, Nam mô Đạo Sư Phật, Nam mô Vô Ngại Tạng Phật, Nam mô Thượng Thí Phật, Nam mô Đại Tôn Phật, Nam mô Trí Thế Phật, Nam mô Đại Diệm Phật, Nam mô Đế Dương Phật, Nam mô Chế Lực Phật, Nam mô Quai Đức Phật, Nam mô Thiện Minh Phật, Nam mô Danh Văn Phật, Nam mô Đoan Nghiêm Phật, Nam mô Vô Trần Cấu Phật, Nam mô Quai Nghi Phật, Nam mô Sư Tử Quân Phật, Nam mô Thiên Dương Phật, Nam mô Danh Thanh Phật, Nam mô Thù Thắng Phật, Nam mô Đại Tạng Phật, Nam mô Phước Đức Quang Phật, Nam mô Phạm Văn Phật, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ. Nguyện Hòa Thượng A Xà Lê, đồng đàn tôn chứng thượng trung hạ tòa và quyến thuộc của các vị ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tất cả tội chướng đều được thanh tịnh, tất cả thống khổ đều được giải thoát, tất cả phiền não đều được đoạn trừ,
tùy ý xin về tịnh độ của chư Phật, hạnh nguyện Bồ Tát đều được hoàn toàn, tài thí vô tận, pháp thí vô tận, phước đức vô tận, an lạc vô tận, thọ mạng vô tận, trí huệ vô tận, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thâu lực, tự tại như ý, vào đình lăng nghiêm được tâm kim cang, không bỏ thề xưa, trở lại đời này quá độ chúng sanh. Chương thứ 25. Lễ Phật thế 10 phương tỳ kheo và tỳ kheo ni. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã vì hòa thượng A Xà Lê vân vân mà lễ Phật rồi, sau đây lại phải chí thành đảnh lễ Tam Bảo khắp vì 10 phương tận hư không giới, hiện tại và vị lai, hết thảy tỳ kheo, tỳ kheo ni, Thích Xoa Mana, Sa Di, Sa Di Ni cùng quyến thuộc của các vị ấy mà lễ Phật, lại nguyện vì 10 phương tận hư không thế giới hết thảy ưu bà tắc, ưu bà di và quyến thuộc của các vị ấy mà lễ Phật, lại nguyện vì từ xưa đến nay hết thảy các nhà tính thí đàn diệt thiện ác tri thức, với những người có duyên hay vô duyên với Phật pháp, cùng quyến thuộc của các vị ấy mà lễ Phật. Như thế hết thảy nhân loại trong nhân đạo và quyến thuộc của nhân đạo, ngày nay đại chúng do từ bi tâm khắp vì hết thảy mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đăng Dương Phật, Nam mô Trí Đảnh Phật, Nam mô Thượng Dương Phật, Nam mô Địa Dương Phật, Nam mô Chí Giải Thoát Phật, Nam mô Kim Kế Phật, Nam mô La Hầu Nhật Phật, Nam mô Mạc Năng Thắng Phật, Nam mô Mâu Ni Tịnh Phật, Nam mô Thiện Quang Phật, Nam mô Kiên Tề Phật, Nam mô Chủng Đức Thiên Dương Phật, Nam mô Pháp Cái Phật, Nam mô Đức Tý Phật, Nam mô Ưng Già Đà Phật, Nam mô Mỹ Diệu Huệ Phật, Nam mô Di Ý Phật, Nam mô Chư Quay Đức Phật, Nam mô Sư Tử Kế Phật, Nam mô Giải Thoát Tướng Phật, Nam mô Quay Tướng Phật, Nam mô Đoạn Lưu Phật, Nam mô Huệ Tạng Phật, Nam mô Trí Thụ Phật, Nam mô Vô Ngại Tán Phật, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy 10 phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm che chở, nguyện cho 10 phương tận hư không giới hết thảy tỳ kheo, tỳ kheo ni, Thích Xoa Mana, Sa Di, Sa Di Ni và quyến thuộc của các vị ấy, lại nguyện cho 10 phương hết thảy ưu bà tắc, ưu bà di và quyến thuộc của các vị ấy, lại nguyện cho từ xưa đến nay hết thảy các nhà tính thí đàn diệt thiền hữu ác hữu, cùng các người có duyên hay vô duyên với Phật pháp và quyến thuộc của các vị ấy, rộng ra cho đến nhân loại, hết thảy nhân đạo từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, bao nhiêu phiền não đều được đoạn trừ, bao nhiêu duyên chướng đều được thanh tịnh, bao nhiêu tội nghiệp đều được sạch hết, bao nhiêu thống khổ đều được giải thoát, xa lìa ba nghiệp, trừ năm sợ hãi, bốn vô lượng tâm, sáu ba la mật thường được hiện tiền, bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông đều được tự tại tu Bồ Tát hành, vào đạo nhất thừa độ thoát chúng sanh. Chương thứ 26. Lễ Phật thế tứ chúng quá khứ. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại hết lòng đảnh lễ Tam Bảo, nguyện vì 10 phương tận hư không giới hết thảy tỳ kheo, tỳ kheo ni, Thích Xoa Mana, Sa Di, Sa Di Ni đã qua đời rồi, hết thảy ưu bà tắc, ưu bà di, rộng ra cho đến 10 phương hết thảy nhân đạo, hết thảy nhân loại đã qua đời rồi và quyến thuộc của các vị ấy, ngày nay đại chúng do tâm từ bi, đồng như tâm của chư Phật, đồng như nguyện của chư Phật, khắp vì các người ấy mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bảo Tụ Phật, Nam mô Thiện Âm Phật, Nam mô Xương Dương Tướng Phật, Nam mô Pháp Đảnh Phật, Nam mô Giải Thoát Đức Phật, Nam mô Thiện Đoan Nghiêm Phật, Nam mô Các Thân Phật, Nam mô Ái Ngữ Phật, Nam mô Sư Tử Lợi Phật, Nam mô Hòa Lô Na Phật, Nam mô Sư Tử Pháp Phật, Nam mô Pháp Lực Phật, Nam mô Ái Nhạo Phật, Nam mô Tán Bất Động Phật, Nam mô Chúng Minh Dương Phật, Nam mô Giác Ngộ Phật, Nam mô Diệu Minh Phật, Nam mô Ý Trú Nghĩa Phật, Nam mô Quang Chiếu Phật, Nam mô Hương Đức Phật, Nam mô Linh Hỷ Phật, Nam mô Bất Hư Hạnh Phật, Nam mô Diệt Khỏe Phật, Nam mô Thượng Sắc Phật, Nam mô Thiện Bộ Phật, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
lại quy y như vậy mười phương tầng hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi cứu hộ nhiếp thọ, nguyện cho hết thảy tỳ kheo, tỳ kheo ni, thích xoa mana, sa di, sa di ni và quyến thuộc của các vị ấy trong đời quá khứ, và nguyện cho hết thảy ưu bà tắc, ưu bà di cùng quyến thuộc của các vị ấy trong đời quá khứ. Nếu có người nào bị thống khổ trong đường địa ngục, ngày nay liền được giải thoát. Hoặc có người nào bị thống khổ trong đường ngạ quỷ, ngày nay liền được giải thoát. Hoặc có người nào bị thống khổ trong đường súc sinh, ngày nay liền được giải thoát. Ra khỏi tám nàng, sinh vào tám phước, hằng xa đường ác, hằng sinh tịnh độ, tài thí vô tận, pháp thí vô tận, phước đức vô tận, an lạc vô tận, thọ mạng vô tận, trí huệ vô tận, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thông lực, như ý tự tại, thường được thấy Phật, nghe pháp. Tu Bồ Tát đạo dũng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, tiến lên cho đến địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, rộng độ hết thảy chúng sanh. Từ bi đạo tràng sám pháp nguyện thứ 8. Cuối nguyện 8. Lương hoàng bảo sám vạn đức hồng danh, linh giang bát nguyện tối hoàng thâm, tự tự miễn tay truân đảnh lễ Phật danh, tiêu tai bảo an ninh. Nam mô bất động địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bất động địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bất động địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung danh bát đức trì trung dũng hiền thiên hoa chi diệu tướng, bát khổ giới nội ngưỡng đầu vạn đức chi từ tôn, hoàng tuyên bát âm bát nhẫn chi diệu pháp, phổ cứu bát hàng bát nhiệt chi nghiêm hình, đại thùy huệ giám lân mẫn hữu tình, ân kim hữu lậu nhân thiên, phước lợi vô biên quốc độ, nguyện ai gia mẫn dám thử thắng nhân. Thượng lai phụng dì cầu sám đệ tử đẳng, tu kiến từ bi đạo tràng sám pháp, kim đương đệ bát quyển phi tụng dĩ hoàng, ư kỳ đàn nội thiêu hương tịnh thất, tán hoa trang nghiêm, đăng nhiên quả thọ quả hiến thời tân, trà chân dương tiên xuân tiền, cúng liệt thuần đà tối hầu, phụng trần đại giác kim tiên bàn liệt tam đảo, giảng cổ minh dương đế chúa trung thần liệt tiên, tam giới thập phương tứ sinh cửu hữu, câu thừa vô giá chi thiện lợi, tận thoát cửu lậu phi phàm lung xuất sinh thù lợi, phụng dì cầu sám đệ tử đẳng, sám trừ tội cấu hoạch đại các tường, phục nguyện xả bát tà kiến ư hữu tình giới nội, hành bát chánh đạo ư vô lậu dị trung, bát khổ bát nạn chi dư ương, trượng từ quan chi đốn thích, bát thời bát dụng chi phước điền, giả tu trì nhi chứng nhập, trần trần tự tại pháp pháp viên dung, ba trừng đại hải nguyệt ấn thiên giang, dư ám dị không đồng cầu sám hối. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Lương hoàng bảo sám bát nguyện công đức lực, nguyện diệt đệ tử đẳng nghiệp chướng, thân chứng Bồ Tát bất động địa, sám văn cử xứ tội qua phi, giải liễu quan sám liễu tội, tiêu tai tăng phước thọ, thoát khổ sinh đau lợi, giải liễu quan sám liễu tội, tiêu diêu trực nhập long qua hội, long qua tam hội nguyện tương phùng, Di Lặc Phật tiền thân thọ ký. Nam mô long qua hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô long qua hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô long qua hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Lương hoàng bảo sám bát nguyện dĩ toàn châu, hồi hương tứ ân tình tam hữu, bái sám chúng đẳng tăng phước thọ, nguyện tương pháp thủy tẩy khiên vưu, duy nguyện giống giả giảng tây du, bất động địa Bồ Tát duy nguyện ai nạp thọ. Nam mô đăng dân lộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đăng dân lộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đăng dân lộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Om Ha 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 Bun Sam Mo Di So.